Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với hành trình tiếp theo. Hôm nay nhân một ngày nắng đẹp thì chúng ta cùng đi trải nghiệm lại cái cầu Cửa Lục sau mấy tháng thông xe thì đã hoàn thiện được đến đâu, đẹp như thế nào. Hôm nay xin mời các bạn hãy tham gia hành trình này cùng mình nhé. Đây là đang trên quốc lộ 18, mình sẽ đi để mọi người hình dung được cái tuyến đi quốc lộ 18 đấy ạ. Chúng ta đang đi chỗ đoạn này là chỗ đoạn gần bến xe Bãi Cháy. Đây chính là bến xe Bãi Cháy đấy. Đấy. Thì đến ngã tư đèn đỏ này chúng ta rẽ tay phải nhé. Tay phải đi về hướng ngã ba kênh Đồng cũ ngày xưa ấy, bây giờ là ngã tư rồi. Đấy, bây giờ đường xá được làm lại rất là đẹp luôn ạ. Rộng rãi, chạy băng băng luôn. Đoạn này là đoạn đi qua bệnh viện Bãi Cháy ạ. Mình sẽ nêu ra những cái điểm để mọi người nhận biết được cái tuyến đường. Đây là bên tay phải là bệnh viện Bãi Cháy đấy ạ. Đây cổng viện đấy ạ. Đây chính là ngã ba kênh Đồng cũ ấy. Bây giờ được sửa sang lại thì đã thành ngã tư rồi. Vì có cái tuyến đường đây chúng ta đi thẳng nhé. Đi thẳng là sẽ vào cái tuyến đường của cầu Cửa Lục, hay còn gọi là cầu Tình Yêu. Đấy, đường rất đẹp luôn ạ. Mặt đường phẳng lì, rộng 3 làn nhé. Hôm nay thời tiết này quá đẹp sau mấy ngày âm u. Đấy, các bạn nhìn thấy view có đẹp không? Rộng, thoáng đãng cực kỳ luôn. View tuyệt vời luôn. Cung đường phải nói là rất tuyệt vời, rất đẹp. Cái chỗ này là chúng ta vừa chui qua đường của đi nối với đường cao tốc này. Đây rồi. Cầu Tình Yêu của chúng ta đã hiện ra trước mắt. Không gian cực kỳ là đẹp, thoáng đãng, phóng tầm mắt luôn ạ. Đấy. Cầu Tình Yêu đấy ạ. Với thông tin này mọi người đọc ạ.
bên cầu thì có cái lối cho người đi bộ, và cứ một đoạn thì có một cái lối họ làm vòng ra này để mọi người ngắm cảnh, check in, chụp ảnh. Rất là đẹp. Đây, cái view cho mọi người nhìn thấy view phía dưới cầu. View quá đẹp không các bạn? Mà nhìn view thì nó thật tuyệt vời. Đó, vừa rồi là tất cả những cái khung cảnh mình cố gắng quay ở nhiều góc khác nhau để các bạn hình dung được cái view và cái khung cảnh của cầu Cửa Lục, hay còn gọi là cầu Tình Yêu. Nếu như có dịp thì các bạn hãy rẽ qua. Đây, chúng ta tiếp tục cái con đường từ cầu đi tiếp. Con đường này sẽ nối vào cái đường gọi là đường vành đai phía Bắc.
giúp chúng ta đi rút ngắn được rất nhiều. Nếu như phải trước đây là phải đi vòng vào qua chỗ chới không đi ra, thì bây giờ chúng ta đi tắt ngang. Tổng cái cung đường của cầu Cửa Lục này có đâu 3 hay 4 cây thôi, tức là rút ngắn được thể đến cả chục cây, 1-20 cây số đấy. Những cái dự án này là nhằm phát triển cái khu vực mới của Hạ Long là khu vực Hoành Bồ. Khu vực đấy là khu vực cũng hơi xa xôi một tí, đường xá đi lại nó hơi xa, cho nên là những cái dự án này phát triển lên để giúp cho những cái vùng xa như thế có điều kiện phát triển tốt hơn. Nếu các bạn nhìn hai bên đường thoáng đãng, view đẹp không? View tuyệt vời luôn. Nhất là những ngày nắng đẹp như này nữa. Một trải nghiệm thực sự là rất là đáng để chúng ta thực hiện một chuyến đi. Con đường này thì về cơ bản là hoàn thiện cũng xong rồi đấy. Còn lại như đây là còn thấy vạch kẻ đường là chưa xong này, còn phần trải nhựa là xong rồi, phần trồng cây cũng cơ bản là tạm ổn, nói chung là xong phải được 90% rồi, đi lại được bình thường rồi, không bị cản trở nhiều nữa rồi. Đây chúng ta đi sắp đến cái phía trước là sẽ thành cái ngã ba nhập vào cái đường vành đai phía bắc. Tay rẽ tay phải ra đến đầu kia, chúng ta rẽ tay phải là sẽ đi lên đường cao tốc và đi đến cầu Bang hoặc lên đường cao tốc. Rẽ tay trái là sẽ rẽ về chới. Đấy. Ngày xưa thì phải vòng từ Bãi Cháy vào chới xong mới vòng ra được cái đoạn này. Bây giờ chúng ta đi tắt ngang, đi thẳng luôn. Đấy, rút ngắn rất là nhanh luôn. Đây, chính ngã ba trước mặt nè. Đến đây là chúng ta sẽ kết thúc cái cung đường của cầu Tình Yêu. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video, đã ủng hộ.